Hot News Showbiz. Top 13 bộ phim hay nhất của cây đại thụ Lee Byung-hun. Diễn viên Lee Byung-hun đến với bộ môn nghệ thuật thứ 7 từ năm 1991, sau cuộc thi tìm kiếm tài năng điện ảnh lần thứ 14 của đài KBS tổ chức. Anh khởi nghiệp khá muộn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, các bộ phim của Lee Byung-hun nhanh chóng tạo tiếng vang và lập kỷ lục nhiều phòng vé và trở thành những bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao trong thời điểm ra mắt. Những năm sau đó, danh tiếng của Lee Byung-hun không ngừng tăng lên. Hiện nay, dù đã bước qua tuổi 50 nhưng Lee Byung-hun vẫn giữ nguyên phong độ suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng điểm lại top những bộ phim hay của Lee Byung-hun, cây đại thụ của làng điện ảnh Hàn Quốc nhé! Khu vực an ninh chung 2000. Năm 2000, bộ phim Khu vực an ninh chung lấy bối cảnh về khu vực DMZ, khu vực an ninh chung của hai miền Nam Bắc Triều Tiên, đã lập kỷ lục phòng vé trong thời điểm đó. Phim có sự tham gia của diễn viên Lee Byung-hun và Lee Young-ae. Phim kể về việc hai binh sĩ Triều Tiên bị giết và một binh lính Hàn bị thương. Binh sĩ bị thương là trung sĩ Lee Soo-hyeol, Lee Byung-hun đóng. Anh được quân miền Nam giải cứu. Sau đó, mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên phụ thuộc vào một cuộc điều tra đặc biệt do thiếu tá quân đội Thụy Sĩ Sophie Dinh thay mặt cho Ủy ban Giám sát các quốc gia trung lập tiến hành. Nhiều sự thật được hé mở trong cuộc điều tra này. Cú nhảy định mệnh 2001. Sau thành công với vai diễn người lính trong cuộc nội chiến của đất nước, Lee Byung-hun vào vai một chàng trai ấm áp trung tình trong phim Cú nhảy định mệnh. Đây được cho là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc đề cập đến đề tài đồng tính. Phim của Lee Byung-hun kể về mối tình của Seo In-woo và cô gái Tae-hee. Những ngày tháng tươi đẹp của mối tình đó biến mất khi Tae-hee gặp tai nạn trong ngày đến điểm hẹn với In-woo. Nhiều năm sau, In-woo trở thành thầy giáo đã có gia đình, dạy học tại một trường cấp 3. Anh được học sinh vô cùng quý mến, kính trọng, trong đó có nam sinh Hyun Bin. Thế nhưng bằng những rung động mãnh liệt, khát khao cháy bỏng, In-woo và Hyun Bin đã đến với nhau. Chuyện tình đồng tính này sẽ đi về đâu? Những ngày tươi đẹp 2001. Bộ phim truyền hình dài 24 tập này của Lee Byung-hun thu hút khán giả bởi truyền tải những điều rất thực tế về các mối quan hệ trong gia đình, về tình yêu đôi lứa. Sau khi du học tại Mỹ, Lee Min-chun trở về để đảm nhận công việc kinh doanh âm nhạc đang ngày càng phát triển của cha anh. Trong khi đó, Jeon-soo và Sena cùng sống trong trại trẻ mồ côi và coi nhau như chị em. Lần đầu tiên Min-chun gặp Jeon-soo nhưng lại bị Jeon-soo nhầm là Sun-jae, người mà cô đã gặp tại trại trẻ mồ côi khi còn bé. Sena làm việc tại quán karaoke và luôn mơ mộng trở thành một ca sĩ. Để giúp Sena, Jeon-soo gặp Min-chun và nhờ anh giúp đỡ. Khi Min-chun biết Jeon-soo là chị gái của Sena, anh đã cố gắng hết mình. Và lúc này, tình yêu tay ba giữa Min-chun, Jeon-soo và Sun-jae bắt đầu nảy sinh. Một cho tất cả 2003. Càng về sau, danh sách những bộ phim của Lee Byung-hun thành công vang dội ngày càng dài. Một trong số đó là Một cho tất cả, phát sóng năm 2003. Bộ phim nói về cuộc đời của Kim In-ha do Lee Byung-hun thủ diễn, một đứa bé mồ côi và được người chú nhận nuôi. Cũng chính người chú này đã dẫn In-ha đến các ổ cờ bạc từ khi còn nhỏ và anh nhanh chóng học được những bí quyết cờ bạc. Anh sống hoàn toàn không có mục đích cho đến khi gặp cô bé Min Soo-jeon trên chuyến tàu về quê. Soo-jeon về quê tìm bố khi mẹ qua đời, nhưng cha cô đã vay nợ quá nhiều từ xã hội đen và phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sau đó, Soo-jeon đã được nhận nuôi trong nhà thờ. Còn In-ha, do vô tình đốt chết ông trùm của bang xã hội đen đã phải chịu án tù. 7 năm sau, hai người gặp lại và bắt đầu nảy sinh tình yêu. Nhưng số phận lại trêu ngươi khi họ gặp vô vàn cản trở và khó khăn mới có thể ở bên nhau. Bộ phim của Lee Byung-hun không chỉ gây sốt trong nước mà còn vang danh khắp châu Á, trở thành một tác phẩm kinh điển của điện ảnh xứ Kim Chi. Lee Byung-hun đã chinh phục khán giả bằng lối diễn tinh tế. Nam diễn viên đã nhận được giải thưởng lớn tại SBS Drama Awards và nam diễn viên xuất sắc nhất tại Baekseong Arts Awards. Đặc biệt,
bộ phim không chỉ đưa anh lên một tầm cao mới mà còn xe duyên cho Lee Byung-hun và Song Hye-kyo. Chuyện tình của Lee Byung-hun và Song Hye-kyo kéo dài trong một năm. Ngọt đắng cuộc đời 2005. Ngọt đắng cuộc đời là một bộ phim điện ảnh hành động ra mắt năm 2005 của đạo diễn Kim Ji-un. Trong phim, Lee Byung-hun và vai nhân vật chính Sun-woo, tay sai trung thành của ông trùm xã hội đen Kang. Vào một ngày, Sun-woo được Kang giao nhiệm vụ hộ tống người tình của mình là Hee-soo. Chỉ vì tha mạng cho người đàn ông đang lén lút hẹn hò với Hee-soo mà Sun-woo bị Kang truy sát. Sau khi vất vả thoát khỏi bàn tay của ông trùm, Sun-woo quyết định quay lại trả thù cả băng đảng. Ngọt đắng cuộc đời chính là bộ phim đưa Lee Byung-hun đến với miền đất hứa, là liên hoan phim Cannes. Bản thân Lee Byung-hun cũng từng chọn bộ phim này là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Thiện, ác, quái 2008. Năm 2008, bộ phim điện ảnh Thiện, ác, quái của Lee Byung-hun làm náo loạn màn ảnh Hàn Quốc. Phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2008 và phát hành cả tại Mỹ. Phim lấy bối cảnh những năm 1930 của thế kỷ 20, lúc đó Triều Tiên rơi vào bàn tay của phát xít Nhật. Nhiều người dân Triều Tiên đã tới vùng thảo nguyên hoang dã Manchuria để lánh nạn. Tại đây, tên cướp Park Chang-i, ác, được thuê cướp địa đồ kho báu từ tay một sĩ quan Nhật. Tuy nhiên, Chang-i bị tên Yun Tae-gu, quái, nẫng tay trên. Bị cướp địa đồ kho báu, quân Nhật lập tức đưa ra một phần thưởng vô cùng lớn cho người tìm ra kẻ cướp. Lúc này, Park Jo-won, thiện, người săn tội phạm, nổi tiếng với đôi mắt chim ưng màu xám xuất hiện. Cả ba bắt đầu lao vào cuộc tranh giành tấm bản đồ kho báu. Đây là lần đầu tiên Lee Byung-hun thử sức với vai phản diện là tên cướp Park Chang-i. Diễn xuất đa dạng của anh đã giúp anh lọt vào tầm mắt của các nhà làm phim quốc tế, mở ra cho anh cơ hội được tham gia nhiều dự án bom tấn của Hollywood. Mật danh Iris 2009. Bộ phim xoay quanh nhân vật Kim Hyun Jung và Jin Sa-woo. Họ là hai người bạn thân thiết và cùng được lựa chọn để trở thành những nhân viên thuộc lực lượng của cơ quan an ninh quốc gia NSS. Tại đây họ gặp nhân viên tình báo Choi Seung-hee và cả hai người đều có tình cảm với Seung-hee. Mối quan hệ này đã đưa cuộc đời của ba người vào những biến cố của tình bạn và tình yêu. Bộ phim của Lee Byung-hun được đầu tư chỉn chu về cả hình ảnh lẫn nội dung, chinh phục khán giả khắp châu Á và trở thành bộ phim truyền hình hành động thành công bậc nhất điện ảnh xứ Kim Chi. Phim đã đạt các giải thưởng tại giải thưởng truyền hình KBS 2009 và giải thưởng tại Liên hoan phim Bách Sang 2010. Đặc biệt, diễn xuất của Lee Byung-hun được giới chuyên môn đánh giá cao, giúp cho Kim Hyun-jun trở thành một trong những vai diễn thành công nhất của anh. Biệt đội GI Joy, cuộc chiến mãng xà 2009. Năm 2009 là năm đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của diễn viên Lee Byung-hun khi anh có tác phẩm bom tấn Hollywood biệt đội GI Joy, cuộc chiến mãng xà. Vai diễn Storm Shadow của Lee Byung-hun được khen ngợi không chỉ nhờ ngoại hình điển trai, thân hình sáu múi mà còn nhờ anh diễn rất tốt những phần đạn nội tâm, nguy hiểm. Nội dung phim kể về việc vào thế kỷ 17, mâu thuẫn xảy ra giữa dòng họ Maculen, chuyên sản xuất vũ khí và nhà vua. Chuyên gia vũ khí Maculen bị bắt giam và bị gắn chiếc mặt nạ đang nóng đỏ vào mặt và nó trở thành một phần của cơ thể ông. Tới thế kỷ 21, nhà sản xuất vũ khí tên là James Maculen, hậu duệ của Maculen thế kỷ 17, đã tạo ra một loại vũ khí mới có sức tàn phá kinh khủng. Tập đoàn Mars đã bán 4 đầu đạn này cho phía NATO, vì thế quân đội Mỹ được lệnh phái tới để áp tải chuyến hàng này. Từ đây cuộc chiến giữa GI, Joy, một đội quân tinh nhuệ với mỗi thành viên có một khả năng khác nhau và một tổ chức tội phạm nguy hiểm có tên Mãng Xà đang có ý định nhấn chìm cả thế giới bắt đầu diễn ra ác liệt. Quý Ngài Ánh Dương 2018. Bộ phim lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 1990. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Choi Eun-jin, một người đàn ông người Hàn Quốc rời quê hương từ khi còn nhỏ để đến Mỹ trong thời gian Mỹ chiếm đóng Hàn Quốc và Go Aishin,
một tiểu thư nhà quý tộc mà Choi Eun-jin tình cờ gặp khi trở về Hàn Quốc. Trong phim, Lee Byung-hun vào vai Choi Eun-jin lúc trưởng thành. Với lối diễn xuất xuất sắc, anh đã chinh phục khán giả lẫn giới chuyên môn và nhận được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất tại The Seoul Awards cho vai diễn này. Người kế nhiệm 2020. Người kế nhiệm là bộ phim mới của Lee Byung-hun tính tới thời điểm này. Phim do Woo Min-ho làm đạo diễn, ra mắt đầu năm và thu về khoảng 36,6 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là tác phẩm được Hàn Quốc lựa chọn tham dự giải Oscar 2021. Bộ phim của Lee Byung-hun lấy bối cảnh Hàn Quốc trong thời kỳ Tổng thống Park Chung-hee. Nội dung phim xoay quanh 40 ngày cuối cùng của Tổng thống Park Chung-hee trước khi bị ám sát năm 1979. Trong phim, Lee Byung-hun đóng vai chính Kim Kyu-pyeong, người ám sát Tổng thống Park Chung-hee. Diễn xuất tâm lý đa dạng, thể hiện nội tâm nhân vật sâu sắc của anh, góp phần giúp bộ phim đoạt nhiều giải thưởng nổi bật như phim điện ảnh hay nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh lần 41. Riêng Lee Byung-hun cũng giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Bách Sang lần thứ 56. Đây là một tác phẩm cực kỳ đáng xem đối với những người yêu điện ảnh Hàn Quốc nói chung và hâm mộ Lee Byung-hun nói riêng. Trò chơi con mực Squid Game 2021. Nội dung phim xoay quanh 456 người chơi trò chơi sinh tử, loại nhau để trở thành người cuối cùng lĩnh 45,6 tỷ won, 38,4 triệu đô la Mỹ. 456 người sẽ phải thi đấu trong 6 ngày với 6 trò chơi dân gian khác nhau. Phim có sự tham gia chính của Lee Jung-jae, Park Hae-soo, W.V. Ha-jun, Jung Ho-jeon và Gong Yoo vai khách mời đi săn người chơi. Mặc dù chỉ vào vai khách mời là thủ lĩnh Hwang In-ho, anh trai mất tích của Hwang Jun-ho, nhưng vai diễn của Lee Byung-hun đặc biệt gây ấn tượng cho người xem. Vai diễn của anh vô cùng bí ẩn và chưa giải thích rõ ràng được lý do vì sao từ một người chơi thắng giải thưởng cao nhất của trò chơi con mực, anh lại trở thành thủ lĩnh của nhóm. Hy vọng phần 2 sẽ giải thích rõ việc này. Squid Game, trò chơi con mực, thu hút hơn 142 triệu gia đình xem và trở thành phim được xem nhiều nhất trên Netflix. Tuyên bố khẩn cấp 2021. Emergency Declaration là một bộ phim điện ảnh hành động, thảm họa, hình sự của Hàn Quốc. Phim do Jae Jim Han đạo diễn. Ngoài diễn viên Lee Byung-hun, phim còn có sự tham gia của Song Kang-ho, Yeon Jo-jeon. Nội dung phim của Lee Byung-hun đóng dựa trên một sự kiện có thật xảy ra trên một chuyến bay. Một máy bay chở khách đã thông báo tình trạng khẩn cấp và yêu cầu được hạ cánh vô điều kiện. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Emergency Declaration dài 147 phút đã được chiếu tại liên hoan phim Cannes và sẽ công chiếu vào năm 2022. Concrete Utopia 2022. Bộ phim kinh dị, thảm họa của đạo diễn Tae Hwa dựa trên phần 2 của webtoon Pleasant Moonlighting của tác giả Kim Sung Nui-ka. Nội dung phim xoay quanh những hậu quả diễn ra sau một trận động đất kinh hoàng. Phim có sự tham gia của Park Seo-jun và Park Bo-yang trong vai một cặp vợ chồng. Còn trong phim này, Lee Byung-hun đóng vai Yeong Tak, người bảo vệ và dẫn dắt mọi người trong tòa nhà hoang vong vượt qua thảm họa. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.